Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn coi cái gear set build hiện tại của mình là đi đánh underground như thế nào. Hiện tại mình có tới hai cái gear set lần. Thì mình thấy có một số bạn hỏi mình là mình build đồ như thế nào để đi đánh dễ dàng, có nhiều. Để bây giờ hôm nay mình sẽ cụ thể hơn về cái bộ set build của mình như thế nào. Thì thường á mình đi đánh underground thì các bạn cũng thấy những mình quay tới tập 1 lần trước á, thì nó mình đi quay tới bốn cái directive lần. Giờ nó bao gồm cái sickness nữa, một trong những cái directive khá khó nhằn một chỗ là nó cứ hút rút hóa của bạn khá là nhiều, cộng thêm mà rất là nó khá là phiền. Thì trong cái lần build lần này thì mình sẽ build Alpha Bridge, một trong những cái meta của cái Bash 1.5 hiện tại. Thì cái bash sau thì nó sẽ không biết thế nào, nhưng mà đợi cái DLC nó ra thì mình nghĩ nó sẽ khác. Hiện tại là các bạn đã coi một bash 1.5 hiện tại nó đã đẩy cái mức reset này nọ, kiểu mà mức tổng lên tới 256 gear score. Thì đồ các bạn có ít nhất cũng tất cả đều phải 256 hết thì mới đều được. Thì trong cái set build lần này của mình sẽ có đầy đủ hết. Mình set build nhưng mà mình đi theo Alpha Bridge, các bạn thấy cái chữ A không? Đó, cái chữ A khá là nhiều, 50 chữ A. Thì mình sẽ giải thích luôn tại sao mình đi đánh Alpha Bridge và mình ưu tiên cái set build này khá là nhiều. Thì đầu tiên á, mình có bộ giáp Alpha Bridge Chest. Thì cái đồ này các bạn hãy đi đánh underground nó ra rất là nhiều, hoặc là đi đánh mấy cái nhiệm vụ thường của mission nhiệm vụ mà campaign đó các bạn đã có chơi qua rồi á, thì các bạn có thể đi làm gì đó sẽ rớt ra nhiều, đặc biệt là boss này nó kiểu nó vẫn rớt ra bình thường thôi. Hoặc là đi mấy cái DLC nhiệm vụ ban đầu miễn phí vẫn nó ra bình thường. Alpha Bridge mặc dù đây là cái bộ set gear set của Bash 1.4 hay sao á, thì nhớ là vậy, nhưng cái ưu tiên mình trong đây là nó có những mua những cái bộ gear set bonus khá là đặc biệt và khá là OP. Và mình sẽ giải thích từ từ luôn tại sao như một trong những bộ là mình khá là thích và mình build từ ngay từ đầu luôn. Tại đầu tiên là chúng ta dựa trên cái gear set bonus, chúng ta có một cái gọi là 100% health regen, là health regeneration, tức là hồi máu nó tăng thêm 100% mức độ hồi máu của các bạn, mức độ hồi máu thôi nha, chứ không phải là các bạn tăng máu, tăng máu cho bạn là sai. Cái này là khi mà bạn hồi máu thì nó nhanh gấp đôi thôi, 100% mà nó nhanh, gọi có thể nói đơn giản là nó nhanh gấp đôi vậy thôi. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì cái này cũng chưa gọi là cần thiết cho lắm, nó chưa phải là đặc biệt cho lắm. Lên tới xem bonus 3 thì tôi có tăng phần 5% weapon damage, tăng damage do cái súng cũng khá là bình thường, tăng cũng không nhiều, có 5% thôi. Thì cái quan trọng nhất chúng ta có thể thấy là cái set bonus thứ 4 là cái talent Alpha Bridge của nó luôn, là nó có thể dịch sơ cho bạn hiểu là nếu mà cái súng chính và cái súng phụ của bạn đều là chung một cái thể loại, tức là cả hai cái súng đều assault rifle, đều súng càng á, hai là súng live machine gun, là súng máy, đều là súng máy, thì nó sẽ kích hoạt toàn bộ tất cả cái talent của hai cây lên trên mỗi cây. Tức nó đơn giản là mỗi cái súng sẽ có 6 cái talent, là ba talent của cái súng còn lại đắp lên nhau. Điển hình mình sẽ cho bạn coi, ví dụ như cái súng thứ nhất của mình đi, thì chúng ta có ba cái talent chính của cái súng này là deadly, destructive, capable. Thì nó sẽ áp luôn cả ba cái talent còn lại của cái cây còn lại của mình lên, là responsive, brutal với focus lên, là tức là cái súng này sẽ có 6 cái talent. Và điển hình cái cây còn lại cũng y chang vậy thôi, responsive, brutal, focus. Và thậm chí là nó sẽ có những cái talent còn lại khá là hay. Thì nó cái set build này khá là mạnh ở chỗ đó. Điển hình là nếu bạn nào biết build và biết có những cái súng mạnh, thì ví dụ như các bạn có những, chọn những cái súng nào có talent đặc biệt như responsive. Cái talent này là một trong những cái talent mà khá là ưu tiên, tại vì nó cái cách bắn của mình thường là các bạn thấy là bạn sẽ thấy là mình thường hay nhào lên phía trước mình bắn. Và nếu mà này cái talent đó sẽ đã kích hoạt cái chỗ đó, là khi mà bạn gần hơn khoảng trong 10m trở lại thì nó sẽ tăng 10% dam, khá là hay. Brutal thì này nó nghiêng về phần các bạn, nếu bạn nào muốn build brutal thì bạn phải suy nghĩ cách đánh bạn như thế nào, tại brutal nó nghiêng về headshot nhiều hơn, nó chỉ tăng 12% dam headshot. Cho nên bạn nào bắn mà các bạn hay để ý là bạn thường bắn giáp á, bắn vô người nhiều hơn là bắn vô đầu á, tại nếu mà bạn nào bắn em không hay á thì brutal không phải là cái lựa chọn của mình, không phải là lựa chọn. Các bạn hãy chọn trong những cái talent khác mà mình có thể khuyên là nếu bạn nào không chọn brutal á, tại đây là một cái talent khá là quan trọng đối với mình. Cho nên nếu bạn nào không chọn talent brutal thì các bạn hãy chọn predatory, một trong những cái talent cũng khá là hay, có khả năng hút máu, thì mình nhớ không nhầm là nó hồi tới 35% máu trong vòng 20 giây nếu bạn giết một đứa, cũng khá là ok.
Focus, đây là một trong những cái talent có sẵn của cây G36 và mình không thay đổi được. When no skill on, nếu mà bạn nào không có skill đang giảm á, thì nó sẽ tăng đam 10%, tức là bạn không xài skill không và cũng không có cooldown luôn á, thì nó sẽ tăng. Và ngoài ra thì một trong những talent chính và cũng là một trong những talent mạnh nhất hiện nay vẫn là Deadly Critical Hit Dam tăng tới 15%. Tức là nếu bạn nào, nhưng mà cũng tùy là các bạn, cái súng của bạn có tăng cái critical hit chance hay không, tức là cái mức độ bạn có critical hit trong vòng, ví dụ như là bạn bắn 10 phát thì sẽ có khoảng bao nhiêu phát, khoảng 2-3 phát gì đó sẽ được lên critical hit. Thì lúc ngoài này thì critical hit sẽ đang đam sẽ lên tới 15%. Và critical hit nếu bạn nào bắn ngay đầu nhiều thì ngay đầu nó sẽ critical hit rất là nhanh. Và ngoài ra thì talent tiếp theo mình là ulti, đó chính là destructive. Đây là một talent mà hiện tại mình không có sẵn trong cái súng này của mình. Cây này của mình thì có sẵn deadly với capable, rồi sau đó mình roll lại destructive. Thì nếu bạn nào muốn, các bạn muốn mở ra một talent phù hợp thì bạn có thể dùng Phoenix Reddit để các bạn hãy roll talent lại trên cái lầu 2 của cái sảnh chính. Thì các bạn hãy roll lại talent bằng Phoenix Reddit với weapon kit khá là dễ. Và nếu bạn nào không có weapon kit thì các bạn hãy mua trong cái lần này ngoài đây, bạn đi lên cái underground, cái chỗ xuống underground sẽ có một cái quầy bán special vendor, nó sẽ cho các bạn mua một cái blueprint để các bạn hãy làm ra cái weapon kit để các bạn hãy roll lại talent của vũ khí. Thì trong cái talent mình đã roll lại khá là nhiều để build cái set mới này để phù hợp với cây, tại vì hai cái này nó áp lẫn nhau cho nên chúng ta không, các bạn tránh để trùng talent với nhau thì nó sẽ hay hơn, thì sẽ có nhiều talent kích hoạt cùng lúc hơn. Với lại các bạn buộc phải để ý là những cái talent này buộc talent, ví dụ như bạn có cần nên có những cái súng bắn nào đam nó cao, đam cơ bản base đam á nó cao thì những cái talent nó sẽ bắn sẽ ngon hơn nhiều. Tại vốn dĩ đó các bạn nào cái súng không mạnh quá nhưng mà được cái talent ngon thì các bạn bắn cũng khá là khó. Thì như nếu bạn nào bắt đầu từ những cái dưới lên thì thì vẫn ok, cũng khá là ok rồi. Dead Responsive Brutal, đây là một những cái set mà mình khá là thích và mình bắn khá là nhiều và cũng khá là OP. Hiện tại là mình đang có một cây Military RG36, thời hai cây này cái súng chính của mình. Tuy nhiên cái hạn chế của cái Alpha Bridge này á, là do cái talent của nó, chính là các bạn phải dùng hai cây cùng trong một cái loại để cái súng chính lẫn cái súng phụ. Thì tức là nếu khi mà bạn bắn á, đạn bạn sẽ có rất là ít và bạn phải chia đôi đạn. Thì ví dụ như là bạn bình thường bạn có 1000 viên đạn mà bên assault rifle đi, thì mà bây giờ bạn dùng chung hai cái súng đều nó sử dụng 1000 viên đó, hai cây đều sử dụng 1000 viên đó thôi nha, tức không phải là mỗi cây có 1000 viên. Thì lúc nào bạn xài cây này nó rút bao nhiêu thì nó sẽ bên cây còn lại nó sẽ rút cái lượng đạn tổng cho hai cây, nó rút một lúc đó luôn, chứ không phải là do bạn xài riêng nữa. Thì lúc trước ví dụ như là bạn có cây một cây súng chính là cây assault rifle, bạn có 1000 viên đi, và cái súng phụ của bạn là cây submachine đi, có một khoảng 1200 viên nhà hàng, thì bạn bắn hai cây nó có 1000 viên, rồi hết 1000 viên này thì bạn còn 1200 viên của cây còn lại. Thì nó cứ thay đổi luôn phiên, rồi hai cái thể loại này khác nhau, nó hai loại đạn khác nhau, nó không ảnh hưởng gì tới nhau. Nhưng đối với khi mà bạn đã sử dụng cái PvP set này á, mà bạn muốn kích hoạt 6 cái talent á, thì bù lại bạn sẽ có 6 cái talent ngon, cây súng nó sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên thì đạn nó sẽ khác khi mà bạn bắn 1000 viên này tàn tổng mà. Thì khi mà bạn bắn á, nó sẽ rút nhiều, như bạn bắn cây đầu tiên mà bạn còn khoảng 800 viên đi, thì cây còn lại nó cũng xài đạn chung mà, thì vẫn còn 800 viên luôn. Thì bạn xài cứ bao nhiêu nó cứ giảm chung vậy thôi. Thì ngoài ra thì còn cái gear của mình thì mình hiện tại đang có một cái Alpha Red Chest 3000 mấy, cũng khá là ok. Cái này nó tăng máu. Thì có một số bạn sẽ build, có thể chúng ta thể reroll lại cái này, nhưng mà mình roll lại cái này để tăng đạn. Thế các bạn mình có thể, bạn thể có roll cái này, roll dam này nọ, kiểu như các bạn có thể xem xét, tại vì nó cái chỉ số nó sẽ khác nhau đối với những cái bộ build mà các bạn build, tại vì nó mặc dù cùng chung nhưng cái số dam này nó một cái có thể là tăng dam hay là tăng máu hay là tăng electronics, thì nó sẽ khác nhau chỗ đó. Và các bạn có thể reroll lại trên cái chỗ nãy mình nói luôn, roll lại bằng cái tiền credit cũng khá là rẻ, không mắc lắm, mỗi lần reroll là khoảng 80-100 ngàn, cứ tăng mỗi lần lên nếu bạn roll tối đa 5 lần. Thì các bạn roll lại thì mình roll cái này, cái đó thì mình roll đạn. Còn cái mặt nạ thì mình có một cái Alpha Bridge Mask, đồng dưới cũng có một cái luôn, nhưng mà cái này mạnh hơn. Thì mình cái này thì mình lại tăng dam cho nó 1400, cái này reroll lại luôn. Cái mà lúc mình lập được thì mình nó lại tăng máu, và máu thì mình thấy cũng vừa đủ rồi, cho nên mình tăng dam khá là ok.
thứ ba là mình có cũng là Alpha Bridge luôn, nhưng mà cái Knee Pad. Tuy nhiên thì trong đây thì mình lại có Knee Set, tại vì vốn dĩ các bạn chỉ cần 4 cái là bạn đã tích kích hoạt được cái talent rồi. Thì mình khuyên là nếu các bạn nào đã dùng cái bộ Alpha Bridge thì các bạn có thể dùng một cái lock chân bằng Striker. Và lý do tại sao mình sử dụng Striker, tại vì 4 danh sách các bạn vẫn dư được 2 slot. Và dư được 2 slot là bạn có thể kích hoạt cái bonus đầu tiên của thằng Striker. Và tại sao mình chọn Striker so với những cái bonus khác, tại vì những cái gear set khác, tại vì mình có 20% stability. Tại vì hầu hết là thời gian mình bắn toàn là assault rifle và những cái này rất là giật. Và nếu mà được 20% là bạn đã tăng một khoảng thời gian rất là dài. Nếu bạn đã coi cái súng bạn sẽ thấy tăng một khoảng rất là dài. Là kiểu như là bạn sẽ đỡ ổn định hơn, bắn đỡ giật lên trời hơn. Thì là một trong những cái set mà có thể là Striker sẽ giúp bạn ổn định điều đó. Mà nếu bạn nào cái lót chân mà ngon á thì các bạn hãy sử dụng này. Này thì mình cũng có thể là mình sử dụng Alpha Red, tại vì mình đang cần máu nhiều hơn là cần đam. Tại đam mình vốn gì cái súng cũng khá là ok rồi, mạnh rồi. Tới tiếp theo thì chúng ta có cái Alpha Bridge Holster, cái túi đựng nè. Mình tăng giáp này nổi kiểu cũng khá là ok, nhưng mà cái này tăng đều hết luôn. Thì cái này bạn build ráng kiếm những cái nào có giá trị cao, từ khoảng 1000 đến 3000 nó sẽ ngon hơn. Và găng tay á thì các bạn có thể tìm Striker cũng được. Tuy nhiên đừng có tìm cái Striker giống như mình đang coi cho bạn coi, tại vì cái này không mạnh lắm và nó tăng tào lao không mà tăng toàn shotgun dam. Các bạn có thể lên reroll lại cho nó tăng cái khác. Hiện tại là mình không xài nên mình cũng không có cần phải reroll lại. Và mình xài một cái khác là Predator. Predator cái này mình roll lại cho nó assault rifle, tại cái này đã mạnh hơn nhiều, với lại nó tăng máu, tăng độ cho mình nữa. Thì mình cũng chỉ xài hiện tại thôi. Cái gear set này cũng là hiện tại thôi. Cho nên cuối cùng thì chúng ta có cái Alpha Red Rust Sack. Cái này cũng khá là ngon và tăng Electronics. Mình roll lại để nó tăng ammo. Cái này một trong những cái mình khá là thích. Bộ gear set này khá là mạnh. Đó là cái set build của mình tổng với những cái talent mà mình cho bạn các bạn coi tại sao mình chọn cái gear set này. Và các bạn có thấy mình sẽ quay một khoảng của cho bạn coi ngay lập tức luôn, để các bạn có thể biết cái gear set này nó mạnh như thế nào và nó thoải mái như thế nào khi mà bạn bắn underground hay là bạn có thể làm nhiệm vụ khác, ví dụ gì. Thì có một số nhiệm vụ là bạn thấy mình sẽ còn cái gear set khác nữa, mình sử dụng mình còn một cái bộ giáp Barret Bulletproof. Cái bộ giáp đó bằng vàng, các bạn phải đi farm Blessington Event Center. Đây là một trong những bộ giáp mạnh nhất, nhưng mà hiện tại mình không có trong đây. Mình để bên nhân vật nam của mình rồi. Cái này là nhân vật nữ. Thì nhân vật nữ của mình mà mình để gear set mạnh hơn, bây giờ mình build khác cái con kia thì mình đang build hai loại. Là mình build một cái là Striker với một cái là Bad of Nomad. Thì mình sẽ giới thiệu từng cái gear set khác. Gear set này mình thấy là mạnh trong cái meta kỳ này, 1.5 kỳ này cho các bạn coi. Và tại sao mình sẽ giải thích tại sao nó mạnh. Và nó sẽ có những cái đặc điểm riêng của nó, toughness cao, DPS cao ví dụ vậy. Hoặc là skill power cao. Và tại sao mình thấy cái gear set nó mạnh và đáng đi chơi thử. Thì mình sẽ giới thiệu cho bạn những tập sau giới thiệu những cái gear set nó mạnh như thế nào. Và tại sao mình chọn những đồ đó và mình build như thế nào. Và có thể có góc nhìn cụ thể hơn về cái build set nó như thế nào. Thì trong đó thì mình cái con nam mình đang giữ cái Bulletproof. Và mình build Battle Nomad khoảng 4 cái để kích hoạt cái talent của nó. Thì cái đó mình sẽ nói trong những tập tiếp theo. Ok, và mình sẽ kiếm cái gì đó để bắn cho các bạn coi, ok. Và có thể là clip này mình sẽ tạm dừng tại đây. Và các bạn có thể coi mình bắn khoảng 5 phút gì đó. Và mình sẽ quay trở lại sớm nhất với tập tiếp theo của Gearset Television. Nailed down where one of the top cleaners hangs out. Smart tactics say we have to take him out.
Come on!
I just want someone to know I was here, I guess. If you can hear this, that means you survived. I don't know if I'm gonna be that lucky. At this point, I don't know if anyone will be that lucky. Maybe only the rats and the crows will make it. Maybe that's our new world after all. You reap what you sow, they say. Only a matter of time before something like this happened. Anyway, I was here. That's what this is about. And I want someone to hear it. Even if it's just a bird perched on a roof, pecking away at an old cell phone. I was here, you bastards. I was here. Dangerous cleaners. Good work.